Mọi người ơi, hôm nay em mất ngủ vì cái vụ này nè mọi người. Vụ này là hôm nay em mất ngủ luôn. Mọi người biết vụ gì không? Tiết lộ luôn nha. Hôm nay hàng về nhiều quá. Đó, lên video chưa kịp. Mỗi lần lên video ép đợt nối với em nha. Phải làm những cái video thật là chất lượng. Những cái video phải là giới thiệu cái sản phẩm, để cho mọi người khi mà xem xong á, mọi người biết được là dòng sản phẩm đó là dòng sản phẩm gì, rồi đặt hàng á, là liên hệ như thế nào đó. Thì mỗi video em phải nói rõ về cái số phận hotline của bên em. Hiện tại là rất là nhiều cái YouTube khác lấy cái hình ảnh cũng như lấy những cái dòng sản phẩm cũng như là lấy cái nguyên cái video của em luôn lên đăng lên, rất là nhiều khách cứ đặt bên đó, nhiều lúc ấy trúng hàng giả hàng nhái rồi không ai biết được luôn đó. Mọi người nên cẩn thận nha, sử dụng cái gì cũng phải sử dụng hàng chính hãng để cho cái sắc đẹp của mình càng ngày càng tuyệt vời hơn, cũng như là mình sẽ không bỏ ra một cái đồng tiền on nào cho người ta nha mọi người. Mình mua trúng hàng giả hàng nhái một bộ lắm, một bộ cực kỳ luôn. Tiếc không phải là tiếc vì cái đồng tiền mình bỏ ra thì mình tiếc thiệt, nhưng mà mình tiếc được lòng tin của mình đối với cái shop đó, đúng không mọi người? Đó, riêng với em là luôn luôn đạt cái tiêu chí là chất lượng, an toàn, giá rẻ và đặc biệt là uy tín nha. Hôm nay dầu gội beauty màu xanh dành cho da dành cho những cái da đầu mà da đầu khô ấy, xài cái này ngon lắm nha. Da đầu khô và hay bị gầu ấy, xài cái này nè. Hôm nay về hàng mà không kịp là xé cái bọt ra để mà giới thiệu mọi người luôn á. Thiệt, nửa đêm rồi mà ngủ không được, phải chằn chọc rồi bắt đầu cái làm video để giới thiệu cho mọi người. Chứ ngày mai sợ hàng về tiếp không kịp để mà làm video cho mọi người, giới thiệu cho mọi người để mọi người sử dụng cho đẹp rồi ăn Tết nha. Nên mọi người, đây là cái bộ biotin. Hiện tại em thông báo luôn, hàng giả nhái rất là nhiều, giống nhau tới 90%, nhưng mà màu sắc mùi hương bên trong này sẽ hoàn toàn khác nhau. Mấy chị cứ nhìn cái chai gì nè, thấy nó bán y chang vậy, cái mua gì nó chị bán mua hàng chính hãng á, chừng cái sử dụng xong á, trời ơi em ơi, hàng họ bán là hàng gì á, chứ không phải hàng như bên em. Chị xài chị cảm thấy da đầu ngứa khô được, nói chung là tóc nó rụng rồi gì đó. Còn riêng và hàng bên em á, xài chỉ có đẹp thôi nha. Đây là cái bộ sản phẩm trị gầu và giúp cho da đầu của chúng ta sẽ giảm rụng tóc, cái mùi hương của nó. Mọi người ơi, mọi người mà xài cái em dầu gội biotin này á, cái hãng này á, nó thơm cực kỳ luôn, nó thơm đẻ lắm nha mọi người, thơm dễ chịu lắm. Cái dòng sản phẩm này có những cái tinh chất biotin giúp mượt tóc và collagen, sẽ giúp cho tóc của chúng ta ngăn ngừa khô sơ, trị gãy rụng, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta được bóng hơn, đẹp hơn và đặc biệt kích thích tóc dài nhanh hơn nha mọi người, giảm gầu cách rất là đáng kể, cũng như là giảm gầu rất là nhanh. Và sẵn tiện cái video này mà mấy chị hay hỏi em vấn đề là hiện tại em tư vấn cho là 10 chị khách là hết 9 chị khách nói em ơi tóc chị hay rụng và hay gầu, dùng cái gì hết đó. Đa số là em nghe toàn bộ là những cái lời than vãn của tất cả các anh chị em, nên em đã là lắng nghe và cố gắng về những dòng sản phẩm thật sự chất lượng và thật sự uy tín để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của chị em chúng ta được viên mãn hơn, được ok hơn và được đẹp hơn đó. Thì bộ sản phẩm này em tin chắc chị nào dùng thì sẽ hết gầu và đặc biệt giảm ngay cái việc rụng tóc sau một thời gian sử dụng, đó là 1 tháng nha mọi người. Khi mọi người đang bị gầu đúng không, đang bị gầu nó sẽ làm cho đầu chúng ta ngứa, tóc yếu cũng như là rất là khó chịu. Trời ơi khó chịu lắm, gầu khó chịu lắm, ngứa gãi cột á. Mọi người khi mà gội đầu ấy, đối với chị da đầu mà hay có gầu ấy, mọi người sẽ cắt cái chanh ra làm 3 vậy, sau đó mọi người sẽ che lên da đầu trong lúc mà đang gội đầu đấy nè, che lên để lắm sạch gầu và mọi người nên sẽ làm nước thiêu là kỹ nha. Sau đó sẽ với dầu sạch tóc, cam kết luôn giảm gầu rất là nhanh, người tóc của chúng ta rất là giảm rụng tóc hay lắm nha. Tin em đi, dùng thử đi, cách đó là cách dân gian, ai cũng có thể sử dụng được, ai cũng có thể tìm thấy trái chanh trong tủ lạnh. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video này, cảm ơn mọi người rất là nhiều.